Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ai đã buộc Võ Văn Thưởng phải trồi mặt lên. Những năm gần đây, ghế thường trực Ban Bí thư thường gặp rất nhiều trắc trở. Không ai ngồi trọn một nhiệm kỳ, đấy là điều không tốt. Người của Cộng sản rất mê tín, mỗi khi dẫm chân đến bước chân người tiền nhiệm thì số phận sẽ không tốt, và con đường quan lộ không hành thông thì họ hay cúng vái chùa chiền để dường như được yên. Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định sức khỏe của lãnh đạo là bí mật của nhà nước, nên rất ít khi có ai đó cho biết sức khỏe của mỗi lãnh đạo như thế nào. Cho nên, hễ ai lâu lâu không xuất hiện thì cư dân mạng lại xuất hiện tin đồn chủ ẻo ông đó đang bị bệnh rất nặng, thậm chí có thể là chết. Đấy là lòng dân, dân muốn những quan chức Đảng Cộng sản như vậy để họ còn gieo mừng. Đây là thực tế rất buồn ở Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Đinh Thế Huynh từng đi Nhật chữa trị. Có những tin tức không chính thống do đấu đá nội bộ mà họ tuồn ra cho những Facebook đăng tải. Và cũng có những tin tức chỉ xuất hiện từ lời đồn thể hiện ý muốn của người dân. Ở đất nước này, người dân đã rất chán ghét chính quyền độc tài và đầy rẫy tham nhũng như ở Việt Nam. Mong muốn rằng có quốc tang để còn mở bia ăn mừng. Từ nhiều năm nay, xã hội chứng kiến nhiều người đồn, và những lời đồn đại cũng rất chính xác. Đó là cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang và nhiều nhân vật cấp cao khác của Đảng. Điều đặc biệt là những nhân vật lớn trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị thường chọn các nước tư bản để đi chữa bệnh, chứ không bao giờ họ chịu chọn Trung Quốc cả. Tại châu Á thì họ sang Nhật và Singapore là hai quốc gia mà các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ưa chuộng nhất. Vì họ biết những bệnh viện này hiện đại và đáng tin cậy. Chỉ có Nguyễn Phú Trọng bị ngã bệnh tại Kiên Giang vào ngày 15 tháng 5 năm 2019 đã được chữa trị tại Việt Nam. Tuy nhiên, cũng phải hiểu là trong tình trạng cấp bách, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể chuyển ông đi xa được. Vì lúc đó thời gian là sự sống chết của ông. Không biết lần tới ông Nguyễn Phú Trọng bị ngã bệnh, người ta có đưa ông đi xa để chữa trị nữa hay không, hay là vẫn đưa vào bệnh viện 108 để chữa như mọi khi. Có lẽ nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà bị đưa vào bệnh viện một lần nữa thì khó có khả năng sống sót. Lần ngã bệnh vừa rồi của ông Nguyễn Phú Trọng được xem là rất nặng, tuy nhiên ông ta đã may mắn được chữa trị. Những nơi ưa chuộng của quan chức cấp cao là những đâu, câu hỏi được đặt ra. Những năm gần đây, Nhật Bản luôn là nơi dừng chân của những bệnh nhân cấp cao đến từ chính phủ Việt Nam, với số tiền chữa lên tới hàng triệu đô la. Không biết lý do vì sao, bởi vì đi Singapore thì gần hơn đi Nhật Bản, nhưng không biết tại sao người ta lại chọn Nhật Bản. Cũng có thể vì Nhật Bản là đất nước phát triển lâu đời hơn Singapore, và cũng có thể các bệnh viện Nhật Bản giữ bí mật tốt hơn về đời tư của họ. Những người chọn Nhật Bản chữa trị trong những năm gần đây có thể kiểm tra và kể như trường hợp ông Đinh Thế Huynh. Ông này cũng từng giữ chức thường trực Ban Bí thư và rất triển vọng thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2017, ông Đinh Thế Huynh đã ngã bệnh và phải đi Nhật chữa trị. Căn bệnh bí ẩn ập đến với ông Đinh Thế Huynh sau khi ông này đi Mỹ quay trở về. Kể từ đó, sự nghiệp chính trị của ông Đinh Thế Huynh cũng chấm dứt. Đây là bài học cho ông Võ Văn Thưởng, thân cận với ông Nguyễn Phú Trọng như Đinh Thế Huynh mà còn không thọ thì vị trí của ông Võ Văn Thưởng cũng rất bấp bênh. Chính trị là con dao hai lưỡi, thân cận đó và thành kẻ thù cũng rất khó lường. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang sau khi đi Nhật chữa trị. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp của ông cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang. Vào tháng 8 năm 2017, đến lượt ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, đương kim chủ tịch nước cũng mắc bệnh lạ và phải sang Nhật chữa trị, đã mất hơn 6 tuần làm việc. Sau khi thông tin rò rỉ chữa bệnh tại Nhật Bản được đủ một thời gian, thì ông Quang đã bị dấu tích xanh trên trán. Vào tháng 9 năm 2018, ông đã chút hơi thở cuối cùng. Và người thay ông Trần Đại Quang ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước, không ai khác, chính là ông Nguyễn Phú Trọng đã nhanh tay ngồi vào. Cái chết bí ẩn của ông Trần Đại Quang làm người ta nghi ngờ mối quan hệ phức tạp giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Đại Quang. Và người ta cũng đặt câu hỏi rằng tại sao ông Trần Đại Quang không chịu chữa trị ở bệnh viện quân y 108 mà lại sang tận Nhật Bản, hay là ông Quang lại sợ chữa trị tại 108 thì sẽ có bàn tay nào đó can thiệp và đưa ông ra đi vĩnh viễn.
Đó là một lý do nghi ngờ, bởi vì mối quan hệ chính trị trong chính trường Việt Nam rất phức tạp và khó lường. Và bây giờ câu hỏi đặt ra là còn những ai sẽ chọn Nhật Bản? Vào tháng 10 năm 2019, trong chuyến thăm Nhật Bản về dự lễ đăng quan nhà vua Nhật Bản tại Tokyo, kết thúc chuyến thăm ra tới sân bay vào ngày 23 tháng 10, ông Nguyễn Xuân Phúc, lúc đó là thủ tướng, cũng được tin là đã đột quỵ và ngất tại sân bay. Ngay lập tức phải đưa vào cấp cứu vì viêm trực tràng. Ông Phúc được phẫu thuật và xuất viện trở về Việt Nam trễ mất một tuần vào ngày 29 tháng 10. Việc ngã bệnh của ông Phúc được báo chí nhà nước giữ kín và sau đó ông về nước như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, việc về nước trễ 7 ngày so với lịch trình thì không ai để ý. Và báo chí nhà nước cũng im luôn, chỉ có những nguồn tin bị dò rỉ ra mới làm người ta biết được thông tin này. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng. Vào tháng 2 năm 2020, giữa lúc dịch Covid hoành hành tại một số nước châu Á, châu Âu và lan tỏa sang Mỹ, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lên chuyến thăm Nhật Bản trong sự âm thầm lặng lẽ gần 7 tuần để chữa trị căn bệnh di căn. Bệnh tình của bà Ngân dù làm là bí mật của nhà nước, tuy nhiên nó không là bí mật trong đảng. Đây chính là yếu tố làm cho bà Ngân bị loại khỏi tứ trụ ở Đại hội 13 vừa qua. Đầu năm 2021 thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, CEO của AIC, cũng phải ghé thăm Nhật Bản để chữa bệnh ung thư tuyến giáp. Bà Nhàn là một doanh nhân thứ thiệt mà trong chính trường Việt Nam ai cũng phải nể. Vụ Bộ Quốc phòng Việt Nam mua vũ khí của Israel hợp đồng từ năm 2016 cho đến năm 2020 trị giá cả tỷ đô la đều do bà Nhàn chi phối và môi giới. Cũng vừa qua trên trang Facebook đã có nhiều thông tin đồn thất thiệt về đương kim thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vắng mặt trên truyền thông hơn một tháng. Theo thông tin rò rỉ, ông Võ Văn Thưởng đã đi Nhật Bản hơn 5 tuần để chữa trị một khối u tái phát. Ông Thưởng mới về nước hôm 12 tháng 8 vừa qua và hiện vẫn được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ. Nếu trong trường hợp xấu thì sẽ có một ủy viên Bộ Chính trị thay thế Võ Văn Thưởng trong thời gian sớm nhất để ổn định tình hình. Được biết, ông Võ Văn Thưởng quê tại Vĩnh Long, năm nay 51 tuổi, từng là ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có một vợ, hai con. Cô con gái lớn đang học tại Anh Quốc, con thứ đang học tiếp tại cấp 2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Văn Thưởng từng là bí thư Quảng Ngãi và cũng có những thông tin cho rằng ông có mối quan hệ trên mức bình thường với đương kim bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi là bà Bùi Thị Quỳnh Vân. Và việc ông Võ Văn Thưởng vắng mặt làm cho cộng đồng mạng bàn tán xôn xao và nhiều người đã tung lời ác ý. Đây là điều mà các quan chức Đảng Cộng sản sợ nhất. Và rồi, trồi lên mặt báo để dập tắt lời đồn là cách thức các quan chức Cộng sản vẫn hay làm. Trước những tin đồn như vậy, thì vào ngày 16 tháng 8, báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin, tại hội nghị toàn quốc triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng, đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với 64 điểm đầu tại thủ đô và các tỉnh khác. Thành phố trên cả nước cũng đã tham gia với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu. Đây là hình ảnh những lời cảnh báo cho rằng ai gần ông Nguyễn Phú Trọng thì cần phải càng cẩn trọng hơn. Tại điểm cầu Trung ương có ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị như ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên hình ảnh ông Thưởng thì không thấy đâu. Nhiều người cho rằng sức khỏe của Võ Văn Thưởng chưa được tốt lắm nên khó có chuyện ông Võ Văn Thưởng tới dự họp khi mà sức khỏe chưa cho phép. Tuy nhiên trên phương tiện truyền thông báo chí thì phải xướng tên ông Thưởng để trấn an dư luận. Điều đó cũng chứng tỏ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang rất quan tâm tới dư luận xã hội và luôn tìm mọi cách để đối phó. Ông Võ Văn Thưởng còn trẻ, tuy nhiên ông dính bệnh gì thì có thể sự nghiệp chính trị của ông sẽ không còn triển vọng nữa tùy theo độ nặng nhẹ của bệnh. Và cứ như thế, khi ông Võ Văn Thưởng không còn dự trên khán đài chính trị Cộng sản Việt Nam, một chiếc ghế trống, những chiếc ghế khác lại được xếp lên và người ta lại có thể sẽ có rất nhiều tiền từ đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ 6 ngày 20 tháng 8 năm 2021 với bản tin Ai buộc Võ Văn Thưởng phải trồi mặt lên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de